Đầu tiên là bắt đầu là ấn nút hai tờ giấy chồng với nhau này. Ấn nút này này, nó chuyển sang cái này, mình chọn mũi tên xuống này. Rồi đến thao thì mình ấn nút set này. Chỉnh giờ đây, chỉnh giờ, ví dụ bây giờ là đang là mấy giờ nhỉ? 14:41. Ví dụ bây giờ là 13:41 này thì mình sẽ chỉnh xuống 13 giờ, ấn nút nút nữa thì nó sang bên cái là phút này. Mình sẽ chỉnh 13:43 đi. Ok, ấn set để cài đặt này, xong rồi mình sẽ kéo xuống để chọn để thời gian hoàn nguyên của nó. Thời gian hoàn nguyên của nó là 2 giờ này. 2 giờ thì mình để 3 giờ để có... 3 giờ đúng rồi, cái này để 3 giờ. Máy lọc tổng mình sẽ để 2 giờ, còn máy làm mềm mình sẽ để 3 giờ này. Chọn lên 3 giờ này, ok, lưu này. Chọn 3 giờ này. Rồi. Ok, xong rồi kéo cái này xuống này. Cái này thì các cái thông số mặc định của nó thì lên để nguyên này. Thời gian xúc rửa này, thời gian ngâm muối này. Rồi ok, cái này để nguyên này. Ok, finish xong ta sẽ ấn nút này. Được. Để nó tự khóa màn hình. Ok.